Xin chào các bạn, sau đây zchinhka.vn sẽ giới thiệu các bạn cái bộ vệ sinh và y tế dự phòng. Đây là một cái bộ trang bị cho xe ô tô của mình rất là tiện trong những trường hợp mà cần phải cứu thương, những vết thương nhẹ thì chúng ta cần phải sơ cứu. Thì đây, sản phẩm này, đây là một bộ kit. Như các bạn nhìn thấy, mình sẽ mở luôn cho các bạn nhìn xem là trong này có những sản phẩm gì nhé. Đây, ở trong này, đây mình giơ lên các bạn nhìn luôn. Đây là gồm những cái vật dụng cơ bản nhất để cứu thương trong trường hợp mà mình cần sơ cứu. Ở đây có một cái kéo này. Đây, một cái kéo mình để cắt băng gạc chỉ này. Ego. Đấy, ego này. Đây là cái miếng để mình, đây như nó miêu tả, miếng vải để vắt vào tay đó. Đây là bông gạc này, bông gạc này thì có nhiều, họ trang bị rất nhiều bông gạc đây. Đây là miếng dán này đó. Nói chung ở trong này nó có đầy đủ những cái vật dụng cần thiết nhất để các bạn có thể sơ cứu những vết thương của mình. Đây là một sản phẩm gọi là dự phòng thôi, nhưng mà nó cũng là rất cần thiết trong trường hợp khẩn cấp của mình. Mình đi xa, mình không mua được ở đâu thì mình có thể dùng ngay lập tức nhé. Hiện tại thì bên mình đang bán cái sản phẩm này, thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số hotline hoặc vào website zchinhka.vn để đặt hàng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.